Khánh xin kính chào quý vị. Hôm nay em lại làm một cái clip để gửi đến quý vị một cặp loa và một bộ âm ly và equalizer của Onkyo. Thì đầu tiên em xin được gửi đến quý vị một cặp loa Mỹ của Boston. Đây là cái cầm nó là em Boston HD5. Con này nó thuộc dạng bookshelf, loa kệ sách rất là nhỏ gọn nhưng mà tiếng của nó thì cực hay. Đây để em đo cho anh em cái tầm cao của nó khoảng 25 cm nhé, ngang nó khoảng tầm 18 cm thôi. Thùng góc cạnh rất là đẹp. Con này là hàng Mỹ về thì để em quay cho anh em cái đằng sau. Hàng Mỹ về thì đẹp hết. Phần gỗ đây là nguyên lớp bụi Mỹ luôn. Đây, model của nó là Boston HD5 Made in USA của công ty Boston sản xuất. Cái này thì nói chung là anh em Việt Nam thì chơi cũng nhiều và anh em Tây chơi nhiều, người ta đánh giá những cái đôi này rất là cao, rất là hay. Tiếng mặc dù rất nhỏ nhá, bát có 13 cm và một chép, hai đường tiếng loa có phân tần. Tất cả các cái cọc loa, cái rắc cắm loa ở trong này thì là đều mạ vàng hết. Nói chung là hàng Mỹ thì anh em để biết được cái chất lượng của nó thì rất là tốt luôn, mà tiếng hay. Thì hôm nay em xin gửi đến quý vị một cặp loa Boston và một bộ âm ly và equalizer của Onkyo. Cái này thì em sẽ có vài bộ rồi cơ. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Hiện tại bên em đang bán cái bộ âm ly và equalizer này là 2 triệu đồng. Thì là nó gồm âm ly và equalizer, tất cả chạy đến 100V, nguồn rời hết. Và cặp loa này thì là 1.900.000 đồng. Có nhu cầu thì liên hệ em, là Khánh, số điện thoại 0972451489. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video giới thiệu sản phẩm của bên Nam Khánh. Cảm ơn anh em.